Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam Xây dựng đối tác xanh cho nền nông nghiệp mới Lời khẩn cầu từ những cánh rừng ở Lâm Đồng Nuôi tông chuyển biến tích cực nhờ ứng dụng sản phẩm sinh học Đan Phượng, Hà Nội công ty thành phát xả khói thải đầu độc môi trường Sáng ngày 16 tháng 12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc tổ chức hội nghị toàn thể chương trình hỗ trợ quốc tế 2021 với chủ đề Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá, cùng với sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cạnh tranh thương mại về sự phát triển của công nghệ mới, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và những nguy cơ an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu toàn cầu, sự xuất hiện của nhiều dịch bệnh mới và kéo dài biến động giá thay đổi nhu cầu người tiêu dùng có ảnh hưởng sâu rộng tới ngành nông nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm cho cả nước và góp phần cho an sinh xã hội ở các đô thị lớn trong điều kiện giãn cách xã hội. Ông Zé Mino Noom Jim, trưởng đại diện tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, những cam kết chính trị và quan hệ đối tác chiến lược với các bên liên quan chính là yếu tố then chốt cho việc chuyển đổi sang các hệ thống lương thực thực phẩm xanh và các bón thấp. Bà Kathleen Yersen, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá cao bản dự thảo chiến lược và kế hoạch với nhiều giải pháp trong tâm. Riêng về nâng cao khả năng chống chịu của biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và sẽ phối hợp chặt chẽ không chỉ ở cấp trung ương mà còn cấp tỉnh, cộng đồng địa phương để tăng khả năng chống chịu trong thực tế. ANGP đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng xây dựng các nhà chống chịu bão cho cộng đồng địa phương ven biển, bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế cho người dân tại 7 tỉnh ven biển. Tiểu khu 267C và 278A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, lâu nay vốn được xem là điểm nóng về phá rừng, đầu độc thông, lấn chiếm đất lâm nghiệp, thì tính riêng lâm phần trước đây được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Hàn Việt triển khai dự án trồng rừng, du lịch nghỉ dưỡng, sân gôn rộng 268 hecta đã bị lâm tặc keo tới đầu độc, cưa hạ rừng thông hàng loạt. Đến nay, nhiều vị trí rừng ở tiểu khu 267C, xã Hiệp An thực chất là rừng rỗng ruột. Đứng bên ngoài nhìn vào nhiều người vẫn ngỡ rừng thông được quản lý, bảo vệ rất tốt. Tuy nhiên, bên trong vùng lõi, thung lũng giữa các quả đồi, thậm chí trên đỉnh đồi, rừng thông đã bị cưa phá, lấn chiếm với quy mô lớn, thay vào đó là các cây hoa màu, biến những cánh rừng thành vùng sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân xã Liên Hiệp, tại khoảnh 2, tiểu khu 275 có 4 vị trí rừng bị phá với với 341 cây gỗ bị cưa hạ đường kính gốc cây gỗ lớn nhất khoảng 50 cm, thuộc đối tượng rừng phòng hộ. Cũng trên địa bàn huyện Đức Trọng, rừng tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, do công ty cổ phần đầu tư và du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng xảy ra liên tục, kéo dài trong thời gian nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh này tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với hạt trưởng các hạt kiểm lâm và cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố xử lý kỷ luật đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và những người có liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng trong thời gian qua nhờ phát triển ứng dụng mạnh các sản phẩm sinh học vấn đề dịch bệnh việc lạm dụng hóa chất kháng sinh trong môi tôm những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực theo ông trần công khôi phó vụ trưởng vụ nuôi trồng thủy sản. Năm 2021, ngành nuôi tôm diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo kế hoạch sẽ có khoảng 740.000-750.000 hecta tôm nuôi, sản lượng dự kiến đạt 950.000 tấn. Đến tháng 10 năm 2021, đã có 740.000 hecta tôm được nuôi, sản lượng ước đạt 760.000 tấn. Dự báo với đà tăng trưởng như hiện nay thì kết thúc năm nay, ngành nuôi tôm sẽ đạt được kế hoạch đề ra. Theo thống kê, hết tháng 10 năm 2021, Diện tích thủy sản bị kiệt hại do dịch bệnh và một số nguyên nhân khác là 18.000 ha. Cách đây 10 năm trở về trước, việc người dân sử dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi tôm diễn ra rất phổ biến, nhất là sử dụng kháng sinh nguyên liệu. Tuy nhiên hiện nay, việc sử dụng kháng sinh nguyên liệu trong nuôi tôm cơ bản đã chấm dứt. Việc sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm được hạn chế là do các chế phẩm sinh học xuất hiện nhiều hơn, theo thống kê có khoảng 14.000 đến 16.000 sản phẩm. Các chế phẩm này có tác động tích cực đến đất, nước trong ao nuôi, giúp tôm phát triển tốt giảm việc sử dụng kháng sinh. Bên cạnh đó, theo quy định hiện nay, kháng sinh không được sử dụng trong nuôi tôm và phòng bệnh tôm, chỉ khi nào trị bệnh mới sử dụng và việc sử dụng phải được kê đơn. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những cá nhân chưa chuyển biến nhận thức, tiếp tục sử dụng nên vẫn có những lô hàng khi xuất khẩu bị trả về. Đây là điều rất đáng tiếc. Theo phản ánh của người dân thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tỏ rõ sự bức xúc và cho biết công ty thành phát thường xuyên xả khói thải đen xì, kết lẹt ra môi trường bay thẳng vào nhà những hộ dân xung quanh. Toàn bộ phần vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đều bị công ty này chiếm dụng để tập kết vật liệu và gia công các cấu kiện khung sắt. Theo ghi nhận của phóng viên, công ty Thành Phát nằm ngay sát mặt đường đê xã Liên Trung, đứng trên đê vào các thời điểm trong ngày đều dễ dàng nhìn thấy ống khói đen xì, mùi khét lẹt thải ra môi trường. Hành lang an toàn giao thông và vỉa hè xung quanh bị công ty Thành Phát chiếm dụng để tập kết vật liệu, hàng hóa gây mất an toàn giao thông. Ngang nhiên hơn, Công ty này còn tự ý phá hàng rào an toàn giao thông để mở đường ra vào kho xưởng, vi phạm luật giao thông đường bộ. Những thùng phi chứa dầu, chất thải nguy hại được công ty tập kết bừa bãi ngoài môi trường, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật bảo vệ môi trường. Ghi nhận tại xưởng sản xuất của công ty Thành Phát, nhà xưởng có dấu hiệu cây nới, sập sệ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều thùng sơn, rẻ lau dính dầu được công ty tập kết bừa bãi, không đúng quy định. Nhà xưởng phủ một lớp bụi dày, cho thấy hệ thống xử lý bụi bẩn, khói thải của công ty không hoạt động hoặc chưa được đầu tư. Bạn đang xem bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.